Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Rất vui khi được quay trở lại cùng anh em trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này, đồng hồ Minh Triệu sẽ cùng anh em trải nghiệm một chiếc t-shirt. Đây là một chiếc đã qua sử dụng, còn đầy đủ bóc của t-shirt đi kèm. Trên tay mình là một chiếc bóc của t-shirt và mình sẽ cùng anh em trải nghiệm chi tiết bên trong. Hộp chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một chiếc bóc quen thuộc của t-shirt rồi, với một tông màu đen đỏ. Và mình sẽ cùng mở nắp hộp ra. Nhân vật chính của chúng ta bên trong sẽ là một chiếc t-shirt với mặt dial màu trắng, cùng bộ dây kim loại với những chỉ đế mi rất là sang trọng. Chiếc này của chúng ta nằm trong bộ tập là Laylock, một trong những bộ tập được anh em săn tìm rất là nhiều. Sở hữu một đường kính kích thước là 39.3, độ dày chiếc này là 9.75. Thì với kích thước này sẽ phù hợp với anh em cổ tay từ 16-16.5 trở lên, nó rất là tuyệt vời. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay được thiết kế mặt dial màu trắng đánh vân Gucci cực kỳ đẹp mắt. Mình sẽ soi lên cận cảnh để cho anh em nhìn thấy rõ cái độ hoàn thiện của mặt số này ạ. Đây là những cái vân mà tất cả những thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng thường hay sử dụng anh em nhé. Nếu anh em nhìn một cách trừu tượng, nó tựa như là những hình kim tự tháp được xếp đan xen lại với nhau. Ở lòng ngoài cùng của chúng ta sẽ là những vạch chia phút, vạch cao torim. Và tương ứng với đó thì chúng ta sẽ có những cọc số la mã kết hợp với cả bộ kim là liễu. Và toàn bộ các kim của chúng ta thì đều được cả mã PVD Rose Gold, nó ăn khớp với cả phần khung vỏ bên ngoài, tạo hiệu ứng tông xẻ tông. Vị trí góc 3 giờ sẽ là ô lịch ngày. Kim dây chạy rất là mượt. Ở trên này chúng ta sử dụng một cái bộ máy là bộ máy Palmatic 80, cho thời lượng chữ cốt lên tới 80 giờ. Và ở đây chúng ta sẽ có dòng chữ Laylock. Đây là bộ tập trên chiếc này. Ở phía góc 12 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ là T-Sub 1853. Đó. Mặt kính sử dụng trên chiếc này là mặt kính sapphire nguyên khối. Với mặt kính sapphire thì sẽ giúp anh em tránh được vết xước khi mà chúng ta va chạm trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Toàn thân là thân thép không gỉ với chiếc thép 316L, nó bắt sáng rất là tốt. Niêm yết ren của chúng ta được hoàn thiện bóng và được mạ PVD Rose Gold. Chúng ta sẽ có bộ dây kim loại đi kèm, sẽ được thiết kế lên tới 7 chỉ. Với các mắt của chúng ta thì anh em quan sát là sẽ có hai chỉ nhỏ ở giữa thiết kế mảnh và được mạ PVD Rose Gold, nó sẽ ăn khớp với những benzen chạy dọc xuống. Vị trí góc 3 giờ chúng ta sẽ có một núm điều chỉnh thời gian. Bên trên núm sẽ có một cái logo hình chữ T của T-Shirt được hoàn thiện đổi ạ. Và với thiết kế núm tạo hình cạnh phía răng cưa này sẽ giúp anh em dễ dàng lên có tay. Chúng ta có thể kéo núm ra điều chỉnh lịch và giờ rất là tiện lợi. Đi kèm sẽ là một bộ khóa bướm của T-Shirt và toàn bộ khóa của chúng ta cũng được làm bằng thép không gỉ. Bên trên khóa chúng ta sẽ có dòng chữ T-Shirt 1853. Bên dưới chúng ta sẽ có một cái mã của dây và chúng ta sẽ có chuyện stainless steel là ký hiệu của thép không gỉ anh em nhé. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm mặt sau. Mặt sau của chúng ta ngày hôm nay được T-Shirt thiết kế lộ máy. Và đây là đặc trưng của những cái bộ máy Laylock anh em ạ. Laylock sẽ thiết kế chúng ta một cái đáy nửa kín nửa hở, tạo cho chúng ta cái gì đó rất là sexy. Chúng ta sẽ có bộ máy sử dụng trên chiếc này là bộ máy ATA C07111. Bộ máy này là bộ máy Palmatic với thời lượng chữ cốt lên tới 80 giờ. Bộ máy này sẽ có 23 chân kính và chúng ta sẽ có 21.600 dao động. Với những bộ máy có thời lượng chữ cốt nhiều ấy, thì tần số rộng sẽ giảm đi. Đó, anh em có thể quan sát là vị trí ban đầu view của chúng ta với hiệu ứng trải tia nắng ở vị trí cầu tóc và vị trí của vang automatic. Đó, chúng ta sẽ có dòng chữ T-Sub 1853 này, 23 ở bên trên quả vang. Tại vị trí này thì anh em sẽ thấy là một viên đá ruby. Chúng ta sẽ có những vành tóc chuyển động rất là miệt mà liên hồi. Và với những bộ máy 80 giờ này thì sẽ không còn cần gạt chỉ nhanh chậm tại vị trí tim mày nữa, mà thay vào đó thì đã được nâng cấp tinh chỉnh một con ốc chỉ nhanh chậm tại vị trí bánh xe cân bằng. Và hiện tại thì bánh xe cân bằng chúng ta đang liên tục di chuyển, anh em không thể nhìn thấy được. Ở sâu bên trong ba đường view thì chúng ta sẽ có những cái mã như là chuyện V8, chuyện ATA. Và nếu anh em tinh mắt chúng ta sẽ nhìn được chuyện của bộ máy, đó chính là C07111. Đó. Mặt sau của chúng ta với thiết kế quen thuộc dòng chữ T-Shirt này, American Quay Automatic. Chúng ta sẽ có dòng chữ Laylock này. Mặt kính sử dụng là Sapphire. Chúng ta sẽ có một đầu mã sản phẩm và một cái số serial number. Tiếp theo chúng ta sẽ có bốn cái hoa văn họa tiết được chuyện khắc đối xứng nhau rất là đẹp. Và chiếc này chúng ta với độ chống nước là 3 ATM thì anh em có thể đi mưa rửa tay mà không lo vào nước. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đang được bán với mức giá retail khoảng gần 20 triệu. Trong video ngày hôm nay, đồng hồ Minh Triệu chia sẻ lại cho anh em với mức giá cực kỳ tốt. Mức giá chỉ 8 triệu 800 nghìn mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh, cũng như theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Và các sản phẩm đồng hồ Minh Triệu bán ra, cam kết với anh em là hàng chính hãng 100%. Khi anh em mua hàng thì bên mình sẽ cung cấp cho anh em một phiếu cam kết bán hàng chính hãng tại đồng hồ Minh Triệu đi kèm. Vì hiện nay thị trường hàng giả, hàng nhái làm tràn lan, làm anh em hoang mang, lo lắng, không biết mua ở đâu, tin tưởng, uy tín thì anh em hãy đến với đồng hồ Minh Triệu. Anh em sẽ thấy được sự an tâm, hài lòng khi sử dụng đồng hồ. Các sản phẩm bên mình bán ra cam kết chính hãng 100%, sẵn sàng đi thẩm định của anh em tại bất kỳ trung tâm, cơ sở uy tín về đồng hồ tại Hà Nội nếu anh em có nhu cầu. Bên mình sẽ cấp thêm cho anh em một thẻ bảo hành 2 năm để anh em yên tâm sử dụng. Và nếu anh em Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho chuyển phát. Tuy nhiên, với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao,
anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu